Thưa quý vị và các bạn, trước mặt tôi đây là ba sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đó chính là na dai, mì chũ và dứa. Cùng với ba sản phẩm nông nghiệp này thì còn có 16 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu khác sẽ được tôn vinh tại lễ tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất do Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Công Thương phối hợp tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 10. Để lễ tôn vinh được diễn ra theo đúng chủ trương đảm bảo ý nghĩa thiết thực thì công tác chuẩn bị đã được triển khai một cách chu đáo và bài bản. Na dai là sản phẩm nông sản đặc trưng của huyện Lục Nam. Với diện tích gần 500 hecta, sản lượng na trái vụ hàng năm đạt khoảng 5.000 tấn quả, mang lại nguồn thu cả trăm tỷ đồng. Mấy năm gần đây, người trồng na tại một số địa phương trong huyện đã tìm hiểu và làm chủ được kỹ thuật cho ra quả trái vụ trên thân. Nhờ vậy, cả năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế đều tăng. Mình cứ thu hoạch chấm hoa đầu cành đủ gì đấy thì là mình sẽ cắt cành trong thân. Cắt thì nó một tháng sau thì là nó sẽ ra hoa. Ra hoa xong thì là mình chấm nhiều quả đi thì sau thì mình lựa chọn. Mì chũ là sản phẩm nổi tiếng đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước, trở thành sản phẩm đặc sản của huyện Lục Ngạn. Để có được sản phẩm mì đặc trưng nổi tiếng thì quy trình sản xuất, nhất là khâu chọn nguyên liệu hết sức quan trọng. Trong đó, nguyên liệu được chọn là loại gạo ngon, được đãi rồi vo sạch, cho vào ngâm với nước chừng 6 đến 8 tiếng. Tiếp đến, gạo được xay ra thành bột bằng túi đá xanh để có được thứ bột dẻo, sánh mịn. Cái khâu quan trọng nhất là mình phải vo nó sạch sẽ, nhặt sạn thì rất sạch sẽ, muốn thợi gì mì nó dai thì phải vo nhặt sạch sẽ, nó trắng, nó dai, nó ngon. Cái loại gạo đó, chất lượng của nó khô thì là mình làm mì thì nó mới được, nếu mà gạo dẻo thì không làm được. Từ 3-4 năm nay thì chúng tôi đã đưa ra thị trường các nước là EU rồi châu Á, các nước châu Á là rất khả thi. Cả thị trường nước ngoài rồi người tiêu dùng nước ngoài người ta cũng rất là ưa chuộng sản phẩm mì chũ của chúng tôi. Trên đây chỉ là hai trong số 19 sản phẩm nông sản tiêu biểu sẽ được tôn vinh tại lễ tôn vinh sản phẩm tiêu biểu lần thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 18 tháng 10 do Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương phối hợp tổ chức. Để lễ tôn vinh diễn ra theo đúng chủ trương và đạt hiệu quả, cơ quan chuyên môn đã thành lập hội đồng bình chọn, lựa chọn, chấm điểm theo phiếu đánh giá, đáp ứng đủ các tiêu chí. Hội đồng thẩm định đã thẩm định hết các cái sản phẩm chủ lực cũng như là sản phẩm đặc trưng và một số cái sản phẩm tiềm năng của tỉnh để rà soát lại những sản phẩm nó mang tính nhân rộng cao, nó mang tính giá trị tốt và mang tính bền vững. Cho đến chiều ngày 17 tháng 10, công tác khánh tiết chuẩn bị trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu cũng đã được các đơn vị ở các địa phương tập kết. Đây cũng là dịp để người nông dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tới người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.